Ok mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ review cho mọi người xem về một cái lồng đánh cá, lồng bắt cá. Cái mà nó có loại 4 cửa, 6 cửa, 8 cửa, 12 cửa đó mọi người. Nó giống như kiểu là cái lồng bàn á. Đó, nhưng mà nó có lưới, bằng lưới và nó có lỗ để cho cá vào. Nó dùng để đánh bắt tôm, cá, nói chung là thủy sản. Thì ở đây là em có đặt mua ở trên mạng, hôm nay em sẽ review cái sản phẩm này cho mọi người xem. Trước tiên là về giá thành của sản phẩm đấy nha. Sản phẩm này là em mua với giá là 44.900 đồng. Đó, 44.900 thì ở đây trong đó nó có 9.900 đồng là tiền ship. Như vậy thì cái sản phẩm này nó sẽ có giá là 35.000. Em mua cũng rất là lựa nha, mua ở trên Lazada với giá là 35.000, cũng lựa rất là nhiều chỗ rồi. Trên Shopee, trên Sen Đỏ và rất là nhiều cửa hàng khác nhau thì em lựa được cửa hàng này với giá rẻ nhất. Thì nó với giá là 44.900 cả tiền ship. Đó, thế bên ngoài bọc. Đó, thì bên ngoài bọc bằng một lớp giấy bóng, một lớp bì bóng mà cuốn băng keo trong nha mọi người. Ở bên ngoài thì nó là như này thôi. Nói chung là không có bọc thêm xốp hay là thêm cái chống sóc gì đâu. Nó chỉ có như này thôi nhá. Ở đây là cái mã, cái tờ giấy để mã sản phẩm đấy. Đó, bây giờ thì em sẽ bóc ra bên trong xem như thế nào cho mọi người cùng xem nhá. Bởi vì là em cầm một tay nên là em sẽ dùng cái chân nữa, mọi người thông cảm nhá. Mọi người thông cảm khi mà em dùng cái chân nữa nhá. Em sẽ xé nó ra này. Đó. Em nghĩ là nên xé một chỗ đó để rút ra cho nó tiện. Đây. Đó. Anh cái lỗ này cho mọi người. Mọi người đợi chút em lấy cái dao em kéo em cắt nó nha. Cho nó dễ. Đây, thì em có cái kéo đây, em sẽ cắt nó nha. Cắt cẩn thận, nhưng mà nó lại cắt luôn cả cái gì nữa thì lại không cốc, đi mua lại mất tiền. Ấy chà, hơi cứng đấy. À, đây bên trong thì họ có bọc một lớp vải nha mọi người. Đó, một cái túi rất là đẹp. Chưa? Đây là cái túi nha. Cái túi mà sau khi mà mình lột qua cái giấy đen này ra thì còn một cái túi. Đấy, đây. Rất là đẹp nha. Túi này chắc là đừng, có thể là dùng để đi câu được đấy. Ở đây có một cái nút này, nút thắt này. Mình phải cởi nó ra đã nha. Một tay nó hơi khó cởi, em cởi nó ra lại cho mọi người. Đây, em đã cởi nó ra rồi. Bây giờ em sẽ đổ cái túi lưới này ra cho mọi người cùng xem nhé. Đây chắc chắn sẽ là phần hồi hộp nhất của mọi người. Để xem như thế nào. Đây. Đây là cái lưới mà em mua ở trên mạng nha mọi người. Đó, tiền lưới đó, mua ở trên mạng. Đây là sản phẩm mà em mong muốn. Đấy. Cái này thì mình sẽ cầm mình rút nó nha mọi người. Đó. Ok, em vừa làm một động tác không được đẹp cho lắm, đó là em lấy chân để em lật nó. Mọi người nhìn cái này giống cái gì ạ? Mọi người nhìn này giống cái gì? Rất là giống với lại cái lồng bàn nha. À, giống cái lồng bàn với lại giống cái ô á. Cái ô che nắng á, nhưng mà nó có cái phần đáy này nữa. Phần đáy nữa này, mọi người thấy chưa? Nó có phần đáy. Đây là tổng quan về cái lồng mà em mua ở trên mạng để bắt cá nha mọi người. Mọi người nhìn kỹ một xíu đi. Này, đây là bàn tay của em này. Bàn tay này cũng khá là to đấy. Về chiều cao của nó thì như em thấy đây là nó khoảng 30 phân là như thế này nha mọi người. Từ cái chỗ đây này, cái cục nhựa đây này,
lên đến ngọn là khoảng 30 đến 35 cm. Đó, phần đáy của nó thì không có gì cả. Không có gì cả nha mọi người. Bên trong nó có một cái lưới miếng màng này này. Đó, không biết để làm cái gì, có lẽ là để định vị hay là mình cố định cái để cho người ta biết đây là cái vị trí ở giữa đó. Có lẽ vậy. Còn xung quanh của nó là có rất là nhiều cửa nha. Đây là cửa này. Cửa này thì cá vào không biết là nó có ở lại không hay là nó sẽ chui ra mất. Đây nha mọi người. Đó. Thì mọi người xem là liệu như này cá nó vào nó có ở lại hay là nó ra. Cửa này cá. Cái này mà cái chép á, cỡ khoảng 5-7 lạng nó chui vào thôi, chứ còn to hơn chắc là cũng khó nha mọi người. Lỗ nó cũng không to lắm đâu. Cố gắng mà nhét vào thì may ra là vẫn vào. Đó, còn không thì để mà tự nguyện chui vào thì cũng hơi khó đấy mọi người ạ. Tổng cộng cái này là có 8 cửa nha. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. 8 cửa. Đó. Chất liệu bên ngoài của nó là bằng lưới. Mọi người nhìn lưới này. Đó, lưới này thì có vẻ như là cũng 37-21 ngày nếu mà dùng liên tục. 37-21 ngày thôi nha mọi người, dùng liên tục chắc cỡ đó. Ngâm nước nhiều hoặc là phơi nắng nhiều thì có thể là nó sẽ hư. Cái thứ hai là cái chân nó có cục nhựa này, cục chân này bằng nhựa này, để bịt, để cố định cái lưới. Cái khung này thì như em thấy thì nó có phủ một lớp nhựa, nhưng mà bên trong nó như là bằng kim loại. Ở trên này thì nó có một sợi dây này để rút. Đó, sợi dây này dùng để rút nha mọi người, để rút, để kéo và để nhấc. Đó, đây là cái nắp cái đỉnh đấy. Mình rút nó giống như là cái ô thôi mọi người à. Như cái ô thôi, không có gì cả, không có khác cái gì cả. Đó. Giống như cái ô của mình thôi. Rồi. Đó, đó là sản phẩm mà em muốn review cho mọi người cùng xem nhé. Thế thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và nhớ đăng ký kênh để xem những review khác. Ở thực ra thì mọi người đi nhìn lỗ này. Lỗ họ làm cũng rất là sơ sài. Chẳng biết được cá vào nó có ở lại không hay là nó đi luôn. Hên xui lắm nha mọi người. Đó. Lỗ to, lỗ nhỏ. Rồi, cảm ơn mọi người. Em sẽ test cái này trong một thời gian gần nhất. Mọi người nhớ bấm cho em một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mà em review tiếp theo nhé. Chào tất cả mọi người.